Khi cô đơn sợ sệt. Thánh Vịnh 23. Mục tử nhân hậu. Chúa là mục tử trang dắt tôi. Tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn? Vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm. Ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Tạ ơn Chúa.